quay trở lại với kênh của mình là Hugo Dương. Để cho các bạn mới nào chưa biết thì mình chuyên review và chia sẻ kinh nghiệm về cá cảnh, du lịch, đồ ăn và vân vân. Trong vlog này mình sẽ nói về một vấn đề mà rất nhiều người chơi cá thường bỏ qua, đó là pH của nước. Mình thấy nhiều anh em cũng nuôi cá rồi cũng đo độ pH của nước, rồi cũng chụp hình post lên là độ pH của nước là màu xanh này này kia, là pH bằng 6, bằng 7 gì đó. Nhưng mà có thể là một số người sẽ không có biết được tại sao mình phải đo độ pH của nước. Như vậy thì pH của nước là gì? pH chính là chỉ số đo nồng độ H cộng ở trong nước. Như vậy thì tại sao mình lại đo độ pH? Đo độ pH để mình biết được nước hồ cá của mình mang tính axit, tính bazơ, là tính kiềm đó, tính độ chua đó, hay là trung tính. Thông thường thì chỉ số pH dao động từ 0 cho đến 14. Hợp nước hồ của bạn có quá nhiều ion H cộng, đó là độ pH sẽ bé hơn 7. Như vậy thì nước của bạn sẽ mang tính axit. Còn trường hợp nước quá nhiều ion OH trừ thì nước, độ pH trong nước sẽ lớn hơn 7. Đó là nước của bạn mang tính bazơ, là tính kiềm, là nước có độ chua cao. Còn trường hợp nước pH bằng 7 là nước có độ trung tính. Độ pH ảnh hưởng rất nhiều đến sự sinh sống và phát triển của các loại cá cảnh và những loại cây thủy sinh ở trong hồ. Vì vậy các bạn nên duy trì độ pH ổn định trong hồ cá của mình nha. Thông thường thì độ pH ổn định cho cá, nhất là cá săn mồi, thì là từ 6 cho đến 8. Tuy nhiên có một số loại phát triển và sống tốt nhất ở một số loại độ pH, ở một cái khung pH nào đó. Vì vậy các bạn nên tìm hiểu và điều chỉnh độ pH trong nước hồ của mình phù hợp với những loại cá trong hồ. Trường hợp độ pH ở trong hồ dưới 5.5, có nghĩa là hồ của bạn mang tính axit cao, thì sẽ ảnh hưởng đến chất nhờn, hệ hô hấp của cá và nặng hơn có thể làm cá chết. Còn trường hợp độ pH trong hồ trên 8.5, có nghĩa là hồ của bạn mang tính kiềm cao, thì sẽ ảnh hưởng đến da, mang cũng như hệ hô hấp và trao đổi chất của cá. Ngoài ra thì chất NH3 ở trong tính kiềm cao sẽ làm ngộ độc cá, dẫn tới nguy hiểm. Như vậy thì làm cách nào để mình đo độ pH? Thì hiện giờ có hai cách để các bạn đo độ pH. Thứ nhất là các bạn dùng dung dịch đo độ pH. Thứ hai là dùng máy đo pH. Thì mình thường hay dùng dung dịch đo pH, một cái hũ dung dịch như thế này. Mình mua ở bên ngoài tiệm cá cảnh là khoảng 20-30 ngàn gì đó. Các bạn dùng rất là lâu, thành ra là khỏi phải mua máy móc này kia cho nó mất công. Thì bây giờ mình sẽ mở cái hộp dung dịch này ra, cái hộp, cái gói này ra, thì ở bên trong nó sẽ có một cái chai dung dịch pH, dung dịch để mình đo pH, một cái bảng thang đo. Đây, một cái bảng thang đo pH để mình biết được cái nước của mình là thuộc cái số máy, để mình biết là pH có tính gì. Và một cái lọ này là mình sẽ lấy nước ở trong hồ ra, xong rồi mình sẽ nhỏ 1-2 giọt này vào. Thì đợi một khoảng thời gian thì cái nước hồ của mình nó sẽ đổi màu thành một trong số những cái màu ở trên cái thang đo này. Thì từ đó mình sẽ biết được pH của mình là chỉ số bao nhiêu, và mình biết được cái tính kiềm hay basic, tính kiềm hay là acid hay là trung tính ở trong cái hồ nước của mình. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu lấy nước ở trong hồ nha các bạn. Ở trên cái nắp này nó có một cái dòng là 5ml đó các bạn. Thì các bạn lấy vừa đủ 5ml thôi. Rồi các bạn nhỏ một cái giọt này vào. Chứ các bạn lấy nhiều quá thì các bạn nhỏ vào nó sẽ không có đúng, nó không có chính xác. Bây giờ mình sẽ bắt đầu lấy nha. Lấy nước ở trong hồ. A few moments later. Rồi bây giờ mình đã lấy được 5ml ở trong hồ cá đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhỏ một cái giọt này vào để mình xem độ pH nó bao nhiêu nha. Cái này là cái giọt thử pH, dung dịch thử pH. Rồi. Các bạn lắc đều rồi. Rồi lắc đều rồi. Rồi bây giờ các bạn so với lại ở trong cái thang đo pH này. Thì các bạn thấy không? Các bạn thấy rõ không? Như vậy là cái dung dịch nước của mình là khoảng 7.5. Dung dịch pH của mình là khoảng 7.5 ha. Đây là không phải nè. Ở trên này là không phải nè. Khoảng 7.5 nha. Khoảng 7.5. Như ở đầu clip mình có chia sẻ thì
cá nước ngọt mà nói chung là cá săn mồi nó riêng thì độ pH thích hợp cho cá từ 6 cho đến 8 thì dung dịch nước pH ở nhà mình là khoảng 7.5, vì là nằm trong khoảng cho phép, vì là tạm ok. Nhưng mà nếu như khi các bạn đo độ pH mà các bạn thấy dung dịch nước hồ nhà mình có độ pH dưới 5.5, có nghĩa là mang tính axit cao đó, thì các bạn phải làm gì để cân bằng độ pH bây giờ? Thì mình có một số cách sau đây có thể làm tăng cái độ pH lên. Đó là thứ nhất á, là các bạn dùng san hô, các bạn thả vào trong hồ, san hô vụn á, các bạn thả vào trong hồ là thả vào trong vàng lọc, thì nó sẽ giúp tăng độ pH của mình một cách tự nhiên. Các bạn thả vào vàng lọc thì nó cũng sẽ đóng vai trò là một cái vật liệu lọc, có thể là vi sinh nó sẽ trú ẩn lại hoặc là nó sẽ tăng thêm cái độ pH cho mình. Cách thứ hai là các bạn có thể sủi oxy mạnh lên thì nó cũng sẽ tăng độ pH, hoặc là mình dùng dung dịch tăng độ pH. Nhưng mà mình khuyên là không nên dùng cách này, bởi vì cái gì tự nhiên bao giờ nó cũng tốt hơn cả. Còn nếu như dung dịch nước hồ nhà mình khi đo pH được mà độ pH trên 8.5 thì các bạn phải làm gì để giảm độ pH xuống? Có nghĩa là độ pH hiện giờ đang là mang tính bazơ cao, tính kiềm cao, thì các bạn phải làm gì để cân bằng nó lại? Thì mình cũng có một số cách sau đây. Thứ nhất á, là các bạn dùng một cái lá bàn khô, thì tùy theo cái hồ của mình là nước nhiều hay ít thì các bạn dùng cái lượng lá bàn là nhiều ít. Các bạn dùng lá khô nha. Ở đây mình thường mình lấy sẵn một đống lá về, bây giờ mình xài hết rồi. Mình lấy sẵn một đống lá về để mình dự phòng ở trong nhà. Đây những cái lá bàn khô. Lá khô nha các bạn. Các bạn không có xài lá bàn mà khi mà nó còn xanh, nó còn vàng, nó mới rụng xuống nó vàng cũng không được nha, phải là lá khô mới được. Lá vàng nó không có ích lợi gì hết á. Thì các bạn thả vào ở trong hồ nhà mình hoặc là thả vào trong vàng lọc, để cái chất ở trong lá bàn này nó ra, nó sẽ làm giảm độ pH xuống. Song song với đó là lá bàn nó có một cái lợi ích nữa là nó có thể là tăng cái sự phục hồi cho các con cá của mình. Khi mà ví dụ như mà cá bị rách vây hay là bị thương, nó sẽ hồi phục rất là nhanh, khi nhanh hơn khi mà các bạn bỏ lá bàn vào. Nó giống như là một cái hệ miễn dịch cho cá vậy, tăng hệ miễn dịch cho cá. Cái thứ hai nữa là các bạn có thể thả vào trong hồ một khúc lũa. Thì khi thả lũa vào các bạn nhớ xử lý nha. Các bạn phải xử lý hết cái nhựa ở trong cái lũa, cái lũa cái khúc gỗ á, các bạn phải xử lý hết cái nhựa trong đó khi mà thả vào. Nếu không thì nó sẽ ra nhựa cây, nó sẽ làm đục hồ nước nhà bạn nha. Hoặc là mình cũng có thể dùng dung dịch tăng độ pH. Nhưng mà mình cũng không có khuyên dùng cách này vì nó cũng là một cái cách tăng pH không tự nhiên, thì nó cũng sẽ không có tốt cho cá nhà mình. Thì mình các bạn đừng nên dùng cái này, các bạn nên dùng những cái cách tự nhiên đi. Độ pH ở trong nước nó cũng phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố, như là oxy, vật liệu lọc, cây cối trồng ở trong nước, ánh sáng, môi trường xung quanh vân vân, rất là nhiều. Thì vì vậy khi các bạn thay nước, các bạn nên cân bằng tất cả những yếu tố đó thì cái hồ cá của mình nó sẽ có độ pH ổn định. Độ pH ổn định thì cá sẽ phát triển rất là nhanh và sinh trưởng rất là tốt. Bên cạnh đó thì cá mình nó sẽ có một cái hệ miễn dịch rất là khỏe, có thể là phòng ngừa được những cái bệnh xung quanh. Vlog của mình hôm nay đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn muốn mình làm thêm về chủ đề gì thì các bạn hãy comment ở bên dưới nha. Đừng quên nhớ like và subscribe kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình là Hugo Dương. Xin chào.